Xin chào các bạn. Có một ngày nọ, bỗng nhiên lúc thức dậy mình nghe thấy tiếng rè rè quanh nhà. Mở cửa sổ ra thì mình thấy một xe xanh lè đang đậu ngoài cửa. Mình chạy ra xem thì thấy một ống nước nhỏ đang bơm nước, rồi hai nắp cống đang mở. Lúc đó mình mới nhận ra chiếc xe xanh lè kia chính là xe hút hầm. Mình tò mò chạy lại coi thì mới thấy ngay dưới hai nắp cống mà hàng ngày mình vẫn đi ra đi vào thì có một bên là hầm hút nước, một bên là hầm chứa phân. Mình ở đây hơn một năm rồi, may sao hôm nay mới được chứng kiến cảnh hút hầm. Mình liền chạy ra bắt chuyện với anh trai hút hầm, dễ thương, mặc đồ rất lịch sự, sạch sẽ. Sau khi tháo nước vào hầm phân một lúc lâu, thì anh cầm cái ống hua hua phản xạ bên trong hầm phân để đánh tan các cục phân cứng đầu. Sau khi cả lũ đã nát như cơm như cháo, thì anh mới bật chế độ hút để cho hút vào xe bồn. Lúc đánh phân thì nhìn anh hơi vất vả thôi, chứ khi hút được rồi thì chỉ mất chừng 10-15 phút là xong. Mình thấy lạ nhất là tuy đất hầm đang mở toang, nhưng mình chỉ ngửi thấy mùi hơi hơi thâm thẩm thôi, chứ không có thối đến mức không ăn cơm nổi như ở Việt Nam. Mình hỏi ảnh tại sao thì ảnh nói là nhờ có máy hút mùi và cửa mùi này. Mình gật gù trầm trồ, cảm thấy thật may mắn vì được chứng kiến cảnh tượng kỳ thú hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chịu khó xem video.